Tiếp nối thành công của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ mùa 2, hành trình tôn vinh những nữ doanh nhân Việt Nam tài sắc trong toàn khu vực châu Á đã chính thức khởi động. Lần thứ 3 được tổ chức, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2019 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2019 tại Thái Lan. Một cuộc thi uy tín, quy mô, hoành tráng nhất với sự đầu tư của công ty HKT Entertainment và doanh nhân Lê Ngọc Hưng. Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 tại Vương quốc Thái Lan, hội tụ các hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ, người nổi tiếng và gần 40 thí sinh được xét tuyển bước vào vòng chung kết của cuộc thi. Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2019 quy tụ dàn giám khảo uy tín, quyền lực, Hoa hậu Châu Ngọc Bích, đương kim Hoa hậu Đại sứ Quý bà Hoàng Vũ Thế giới năm 2018, đồng thời là đương kim Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2018, giữ vị trí trưởng ban giám khảo. Ca sĩ Thu Trang Bolero, phó ban tổ chức, phó ban giám khảo của cuộc thi. Hoa hậu Lê Đỗ Minh Thảo, Hoa hậu Doanh nhân quốc tế năm 2018. Á hậu Ngọc Quỳnh, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2017. Á Khôi Bảo Châu, nhà tài trợ vương miện chính thức của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2019. Ngôi sao ca nhạc Du Thiên, nữ tướng ngành làm đẹp Đỗ Thị Hoài Diễm, tổng giám đốc công ty quốc tế Linh Ngân, thương hiệu trị nám Himalaya, ngôi sao ca nhạc Huy Cường, Á hậu Khoa Kim Nga. Ai sẽ là người giành ngôi vị cao nhất, sở hữu vương miện danh giá trị giá 1,5 tỷ đồng, cùng hồi hộp chờ đợi đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàng Vũ năm 2019 diễn ra vào ngày 14 tháng 3 tại Thái Lan.